Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Phát Đại Chứng Minh. Cứ mỗi độ nhìn lá vàng rơi lác đác, gió mùa thu nhẹ nhẹ thổi đưa, những áng mây cô đơn bay về chân trời vô định. Đó là lúc báo hiệu cho chúng ta biết mùa vu lan đã về. Lòng bồi hồi xao xuyến nghĩ đến mẹ cha. Sáng soi khắp trần thế, mừng vui Vu Lan, lòng thành kính chúng con cầu xin, nguyện nói gương xưa cùng đến đáp công ơn mẹ cha. Từ nay con xin luôn tinh tấn nguyện ghi sâu công sinh dưỡng mẹ cha, công ơn cao như núi lòng son, luôn luôn con ghi khắc bao ân ngày Vu Lan. Trời xanh bao la, ngàn chim ríu rít trên cành cây, mừng vui Vu Lan cùng vọng hướng đức mục kiền tiếng hà thái bình chúng sanh nam.
So
A Di Đà Phật. Yeah.
Kính đường bái bạch quý ngài, trong nguyên ngày hồi vòng vô lan
cái giá chiều xưa sống đài ngàn. Những ai là kẻ mang ơn nặng, điều hờn lòng thành đón thay ra. Thật vậy, truyền thống tri ân, báo ân đã lưu bất tận, trôi chảy trong dòng người con dân đất Việt, và đặc biệt là những người con Phật. Cứ mỗi mùa thu đến, lá vàng lá rác rơi, và tiếng lòng chúng con lại bồi hồi xúc động, nhớ về công ơn cũng như bao ân tình trong cuộc sống. Hôm nay uống nước nhớ nguồn, chúng con trở về mùa xưa, nơi hương đại Việt Nam đã chùa phát chúng con trang nghiêm thanh tịnh, tiết lễ vũ lan báo hiếu. Giờ này nơi trai đường đã trang nghiêm như pháp, dịch các đường đã đến, chúng con đi đầu thành tâm bái thỉnh trên chư tôn tịnh đức tăng già nhì bồ từ bi hoan hỷ quan lâm trai đường, để chứng minh cho buổi lễ tam phước điển khi ca sa của chúng con hôm nay được trường thừa công đức. Nam mô Hoa Nghị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn tịnh đức đã niệm Phật thay cho lời hứa hẹn tác pháp thỉnh sư của chúng con rồi, chúng con xin đi đầu đặt lễ tác pháp tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa lên qua chúng ta sáng hôm nay, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là một niềm phúc lạc vô biên cho đạo tràng Liên Quang của chúng con sáng hôm nay được đón nhận từ đường an lạc suối nguồn từ bi của chư tôn tịnh đức sau 3 tháng an cư. Đây là thời điểm thù thắng cho hàng Phật tử chúng con trở về gieo giống phước điền an lạc. Giờ này chúng con nhận thấy quý ngài đã quang lâm trên bàn chứng minh, chúng con đem đầu thành tâm bái thỉnh thượng tòa Quán Thành Xa Tha viện chủ chùa Nam Sơn, chúng con đem đầu thành tâm bái thỉnh thượng tòa Đạo Hiệu Thượng Thiện Hà Chí trụ trì tịnh xá niết bàn, chúng con đê đầu thành tâm bái thỉnh thượng tòa Đạo Hiệu Thượng Bình Hà Huệ trụ trì chùa Hà Chí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa chứng minh. Cung kính ngưỡng bái bạch chư tôn tịnh đức tam già nhì bồ. Nhớ thương cha mẹ thì đau, biển đông núi thái không sao sánh bằng. À ơi gió rụng lá vàng, thẻ thôi kẹo chàng dầm ngàn thiên thu. Chúng con lại được một lần trở về quỳ trước tam bảo, khởi niệm tri ân hướng về cha mẹ để báo đền ân đức sâu nặng của mẹ cha. Giữa muôn ngàn kỳ quan kiệt tác, cha mẹ là kỳ vĩ tuyệt đẹp nhất thế nhân. Giữa trường học cuộc đời, cha mẹ là vị giáo sư vĩ đại, dạy cho các con bài học yêu thương. Các con đi giữa muôn trùng dấu vĩ, cha mẹ mãi là chỗ bình an cho con trẻ trở về. Nhìn những chiếc lá vàng thu rơi rụng, chập chành lòng nghĩ đến mẹ cha. Bao năm lam lũ buông ba, nuôi con khôn lớn thân già héo hon. Nghe tiếng chuông ngân bên hiên chùa vang vọng, lật trang kinh nghe xúc động bồi hồi. Vua lam về có người cài hoa đỏ thắm, cũng có người nhặt hoa trắng đơn côi. Tạo nên ba quân vật hòa chung trong ngày vua lam hiếu hạnh. Năm xưa cha mẹ chỉ một lòng lo cho con cái, giờ đây chúng con xin một lòng hướng về mẹ cha để báo đền ơn đức tổ tiên, tỏ lòng tôn kính tri ân đối với song thân,
cùng bao ân tình trong cuộc sống. Hôm nay chùa Đinh Quang chúng con trang nghiêm thanh tịnh tổ chức buổi lễ Vu Lan báo hiếu dân y ca sa. Giờ này quỳ nước ra đường trang nghiêm thanh tịnh trong màu hình y giải thoát của chư tôn tịnh đức sau 3 tháng hà an cư. Quý ngài đã an trú trong chánh niệm, cho phép đại diện Phật tử chúng con được dâng lên lời hoài niệm mẹ cha, cũng là bài tác pháp cúng dường. Nam mô Đại Hiếu Bổn Kiền Liên Bồ Tát Tác Tài Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính bạch ni trưởng ni sư, chư tôn đức ni. Hôm nay trong bầu không khí thanh tịnh khỏi trầm nguyện tọa, hàng Phật tử chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ, xin dâng lời tác Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn hiền đức, chúng con được biết mùa Vu Lan báo hiếu được bắt nguồn từ hình ảnh của ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông đi tìm mẹ ở chốn địa ngục. Lòng đau xót nhìn thấy mẹ bị đọa đày, rồi thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ bày phương pháp báo hiếu. Kể từ đó, mùa báo hiếu đã trở thành một truyền thống xuất phát từ một tình thương chân chính trong đạo lý làm người. Đức Phật có dạy: tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Báo hiếu hiếu tâm là xây dựng cho chính mình một nhân cách toàn vẹn. Báo hiếu là chu toàn hiếu đạo đối với tâm bạn, đối với tổ quốc xã hội, đối với cha mẹ tổ tiên và đối với thầy tổ. Bởi lẽ vốn ơn ấy không thể thiếu trong một người Phật tử đầy đủ nhân cách làm người, nghĩa là phải thể hiện bản chất tốt đẹp trong truyền thống, trong sự nghiệp cao cả của tâm bảo, của tổ quốc, của tổ tiên ông bà và thầy tổ trong đời sống hàng ngày. Bởi vì cây có cội mới trổ thành xanh lá, nước có nguồn mới tỏ khắp rạch sông. Vả lại, Phật tử chúng con được sự chỉ dạy của chư tôn đức và thầy tổ, chúng con đã thấu hiểu Phật pháp và luôn ý thức trách nhiệm của một người Phật tử tại gia hộ trì tam bảo. Trong 3 điều khó, Đức Phật dạy là làm thân người là khó, làm chúng tâm càng khó, nghe được Phật pháp lại càng khó hơn. Thế mà 3 điều ấy nay chúng con đã đạt được. Nhưng mùa báo hiếu lại trở về, cũng là thời điểm chư tôn đức gặt hái những thành quả sau 3 tháng an cư tu tập, hầu làm ruộng phước điền cho hàng Phật tử chúng con gieo được hạt giống lành. Như lời Phật dạy, Phật pháp trường tồn là tăng ni niệm trì giới luật, tòng tâm hưng thịnh là thiện tín phát tâm cúng dường. Do đó, chúng con không vì chén cơm manh áo của mình mà quên đi bổn phận của người Phật tử hộ đạo. Hôm nay, toàn thể Phật tử chúng con được sự hướng dẫn của chư tôn đức chùa Linh Quang đã chung sức chung lòng thiết lễ trai tăng và dân cúng pháp y cũng dùng lên 10 phương tam bảo và hiện tiền chư tôn đức để quý ngài làm phương tiện trên bước đường hằng hóa lợi sanh, hoằng dương chánh pháp. Lễ tuy bất túc nhưng lòng thành kính hữu dư, ngưỡng mong quý ngài từ bi nạp thọ để hàng Phật tử chúng con nâng nhờ phước báo này, cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, bồ đề tăng tăng trưởng, chư hương linh của huyền thất tổ của chúng con nương nhờ phước báo này vãng sanh tây phương cực lạc. Chúng con xin dâng lên lời chúc thánh tuế quý ngài thêm 1 tuổi đạo, nguyện tam bảo gia hộ đến quý ngài phước trí nhiệm nghiêm hóa duyên muôn ngàn, dìu dắt chúng con và vô lượng chúng sanh đến bến bờ an lạc giải thoát. Nam mô chúng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Hương hiểu hành muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành vạn kiếp còn đây,
tình cha nghĩa mẹ đông đầy, tất lòng hiếu đệ tỏ bày tri ân. Sáng hôm nay toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Linh Quang chúng con ba con tim hòa chung một nhịp đập hiếu hạnh, đang cung kính hướng về Tam Bảo cũng như hướng về cha mẹ của mình. Vừa rồi chỉ là đôi lời tác pháp cũng như hoài niệm đến công ơn cha mẹ và ân Tam Bảo, ân chư tôn tịnh đức, nhịp cầu nối cho chúng con đến được với Phật và Pháp. Giờ này để cho buổi lễ cũng như đạo tràng của chúng con được ân triêm công đức, chúng con đi đầu thành tâm bái thỉnh trên thượng tòa chứng minh trụ trì tịnh xá Niết Bàn từ bi ban đạo từ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, con xin mời Đức sư cùng các Phật tử quan hỷ ngồi xuống. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vô Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch bạch Thượng Tọa Sát Tha Phó Ban Quý Vị Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kính bạch chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư tôn thiền đức ni, kính thưa ni sư trụ trì chùa Linh Sơn cùng đạo tràng Phật tử đang hiện diện trước tay đường hôm nay. Trong mùa Vu Lan báo hiếu ở tại chùa Linh Quang, xưa cũng gọi là chùa Hang, được sự hướng dẫn của ni sư trụ trì, các Phật tử thiện nam tín nữ đã gợi tròn tấm lòng của mình để dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, thư cúng hiện tiền chư tôn hiện đức tăng ni. Tôi xin thay lời cho chư tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni xin có lời tán thán khâm khen tâm thành của tất cả các vị. Kính thưa toàn thể quý vị, qua lời tác bạch của đại diện Phật tử rất đầy cảm xúc, đã nói lên tấm lòng của mình trong mùa báo hiếu Vu Lan về ân giáo dưỡng đối với bậc tôn sư khả kính, được sự hướng dẫn của chư tôn hiền đức tăng ni, các vị đã thấm đoàn tinh thần hiếu đạo qua bài tác bạch. Quý vị cũng đã khơi dậy cái sự ân tình cảm xúc đối với công cha nghĩa mẹ trong ngày báo hiếu hôm nay. Thưa toàn thể quý vị, Vu Lan báo hiếu là một truyền thống tốt đẹp có từ thời của Đức Phật, mà Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta tinh thần tri ân và báo ân, mà khởi nguyên là ngày đại hiếu một truyền liên tôn giả. Ở thời của Đức Phật, mỗi một vị thánh tăng thể hiện một công hạnh để quần pháp lợi danh, thì trong các công hạnh đó, ngài Một Kiền Liên đã thể hiện một ân tình rất là gần gũi với con người ở trong cõi Ta Bà, ở quốc độ của chúng ta, và nhất là người Việt Nam của chúng ta, bởi vì chúng ta được tu mang, được nuôi dưỡng từ bởi những ân tình của cha mẹ, là hai đấng sanh thành cưu mang dưỡng dục dạy dỗ cho chúng ta được thành nhân chi mỹ. Qua bài kinh Vu Lan mà Đức Phật đã truyền dạy về mười ân từ khi chúng ta còn ở trong thập ngoại cưu mang cho đến tắm giặt rửa trôn cha mẹ
để lo cho chúng ta. Đó chỉ là cái khơi dậy, là cái khởi đầu khi chúng ta chuẩn bị bước vào ở trong cái cuộc sống tha nhân này. Và còn hơn nữa, khi chúng ta được mở mắt chào đời, khi chúng ta được sanh ra, và khi chúng ta được dẫn dắt cho đến ngày nay hiện hữu trong cuộc đời này, tất cả quý vị đang có mặt ở đây, tất nhiên là chúng ta mỗi người mỗi một nghiệp lực và phước báo khác nhau. Tuy nhiên, theo lời tác bạch của quý vị, chúng ta được thân người là khó, gặp Phật, gặp chúng tăng lại càng khó hơn. Mà chúng ta được tròn vẹn những cái công đức như thế này thì cái điều tất nhiên là chúng ta đã có phước hẳn hơn những con người mà không được hoàn hảo giống như chúng ta ngày hôm nay. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải nhớ về cội nguồn, về công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà chúng ta lo báo hiếu. Không những báo hiếu ở trong hiện tại, ở trong cuộc đời này, mà còn nhiều đời, nhiều kiếp, chúng ta cũng chưa bao giờ đành trả được cái công ơn của cha mẹ. Chỉ dùng ngôn ngữ của trần gian mà chúng ta nói về cái công ơn theo một cái lời nói suông, thì cái điều tất nhiên là chúng ta nghe qua giống như gió thoảng vào tai thôi. Nhưng mà tri nguyên cái sự nhọc nhằn, cái sự khó nhọc và cái sự mà bảo bọc của cha mẹ, bây giờ quý vị cũng đã là cha, là mẹ, con người cũng đã được làm ông, làm bà, chắc có lẽ chúng ta hiểu nhiều hơn hết. Vì vậy cho nên trong mùa vô lan báo hiếu, tất cả những người con Phật noi theo giáo pháp của Đức Phật phải dạy, noi theo lời dạy của Đức Phật để khơi dậy tri nguyên cái nguồn cội, để chúng ta làm những người con trọn hiếu đối với cha mẹ trong kiếp hiện tại của lương sinh. Và đối với cha mẹ của chúng ta, những người bất hạnh đã mất đi, không còn sự bao dung, sự bảo bọc này nữa, thì ngay bây giờ chúng ta phải hồi tâm nhờ những lời kinh tiếng kệ của Đức Phật đã dạy, nhờ tấm gương hiếu hạnh của đại hiếu một kiền liên cầu Phật thỉnh tăng cứu độ, cứu vớt vong linh. Chúng ta chỉ nghe ở trong đoạn kinh Vu Lan mà Đức Phật đã dạy thì chúng ta cũng cảm nghĩ và tưởng tượng được một cái sự đọa đày ở cái cảnh giới địa ngục rất là khổ sở dường nào. Cho nên trong cái hiện hữu cuộc sống này, Đức Phật và các chư thánh hiền cũng đều khuyên dạy cho tất cả chúng ta, nhắc lại đã bao lần con làm cho cha mẹ khóc như mưa, đã làm bao lần các con đã làm cho cha mẹ khổ trong ngày xưa. Và hôm nay quay về với Đức Phật, bao nhiêu lại cũng chẳng vừa công ơn của cha mẹ. Những lời truyền dạy đó chúng ta luôn khắc ghi, để rồi nếu ai đó còn được tấm mát trong tình thương của cha mẹ, còn được sự hiện hữu của cha mẹ ở trong cuộc sống, ở trong gia đình, thì tất cả chúng ta hãy nên dừng lại hết những vọng niệm để chúng ta trở về với người mà đã từng bảo bọc u mang cho mình được trưởng dưỡng, được thành nhân chi mỹ. Thì như vậy chúng ta chỉ trả được một phần nào cái công ơn báo đền, cái công ơn của cha mẹ mà thôi. Bởi vì Đức Phật nói là đã trải qua vô lượng kiếp về quá khứ, chúng ta đã từng được sanh ra trong cái kiếp luân hồi, và chúng ta đã từng thọ ơn của cha mẹ rồi,
Vì vậy chỉ tình này không cũng chưa đủ đối với những người con đã biết đạo. Đối với những người con mang trong mình một dòng máu hiếu đạo. Và cái đặc thù của Phật giáo mà Đức Phật dạy cho chúng ta, muốn đền đáp cái công ơn của cha mẹ, mà lỡ như cha mẹ chúng ta không còn nữa thì chúng ta phải đền đáp bằng cách nào? Thì cái điều này chúng ta thấy rằng Đức Phật rất là từ bi, thương xót tất cả các chúng sanh đang đau khổ đọa đày ở trong kiếp luân hồi. Mà Đức Phật dạy cho tăng ni trong 3 tháng mùa hạ phải ráng cố gắng mà thúc niệm thân tâm trao dồi giới định tuệ. Đây là một cái công năng đặc thù của các bậc tu sĩ xuất trần, các bậc xuất gia, các vị đã ra khỏi ba nhà cửa, và các vị đang làm chỗ nương tựa cho tất cả các chúng sanh, trong đó có chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì nếu không có những hình ảnh, không có những ruộng phước điền của chư tăng ni thì chúng ta biết nương tựa vào đâu khi cha mẹ chúng ta không còn nữa. Cái điều tất nhiên là đạo Phật không chỉ dừng lại ở chỗ siêu độ nhân dân, mà đạo Phật dạy chúng ta trong hiện hữu, trong cả ngay cuộc đời này phải luôn luôn có một cái tinh thần hiếu kính đối với cha mẹ. Vì vậy cho nên Đức Phật khẳng định rằng nếu như ai đó làm một việc nhỏ bất thiện để cho cha mẹ buồn, cha mẹ khóc thì tội đó rất là vô lượng. Và nếu như ai đó làm cho cha mẹ ở trong hiện đời được vui, được hạnh phúc và được hạnh diện với cuộc đời thì người đó sẽ công đức vô lượng. Thì hôm nay ở tại chùa Linh Sơn, quý vị cũng rất có đầy đủ phước duyên thù thắng, được làm đệ tử của ni sư trụ trì và được biết được Phật pháp ở tại chùa Linh Sơn này, à, chùa Linh Quang này, mà chúng ta biết hướng về hai đấng sanh thành trong mùa Vũ Lan Thánh Hội hôm nay, và được thiện duyên kết duyên với chư tôn đức tăng ni ở tại đây để dâng lên pháp y ca sa cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chư tôn đức tăng ni. Một lần nữa tôi xin thay lời cho chư tôn đức tăng ni nhị bồ xin tán thán hứa cả việc làm của ni sư trụ trì cũng như các Phật tử phát tâm cúng dường của ngày cũng hôm nay, và cũng xin thay mặt cho chư tôn đức tăng ni nhất tâm cầu nguyện hiện tiền phụ mẫu của tất cả quý vị được phước thọ tăng long, những vị đã quá vạn nhờ công đức cúng dường hôm nay mà được thác sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, để cho công đức được tròn đầy quý vị để Phật để hiện tiền chư tôn thiền đức tăng chứng minh minh cho. Nam mô Vu Lan Như Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Đáp Lại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên chư tôn thiền đức đã hoan hỷ nạp thọ, lại ban cho chúng con những pháp từ vô giá. Nay chúng con xin y giáo phụng hành và đầu thành đảnh lễ cúng dường. Nhờ tâm đảnh lễ đức đức bao dung thấm nhuần nơi cõi tục, nghĩa ân thâm tình cô đọng chốn thiền môn. Sáng hôm nay chúng con nghe nơi đây suối nguồn từ bi tuôn chảy, đi ca xa ruộng phước điền vô biên của tăng chúng là phước điền thù thắng cho hàng Phật tử trở về gieo giống những chân hạnh phúc, cũng như hồi hướng đến cha và mẹ cùng bao ân tình thiêng liêng sâu nặng, để tỏ lòng hiếu kính đối với sông thân, cũng như tỏ lòng tôn kính đối với ngôi Tam Bảo, cấm quyền hắn tuế thiêu tôn tỉnh đức sau 3 tháng an cư
quý ngài thêm tuổi. À, giờ này cho phép hàng Phật tử chúng con được nhiều tăng dân đi ra xa cũng nhiều. Nhờ nguyện quý ngài thường đi hoan hỷ, chúng con kính quyết định thường tòa trụ trì chùa Linh Sơn, từ đi xướng lễ sáng Vu Lan, sau đó đi vào nghi thức qua đường để cho đạo tràng cũng như buổi lễ chúng con được trường thừa tăng tạo lực. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Yeah.
Thuộc đoàn viên nam nữ tự tôn bình yên thương khởi.
lý, đồng minh Phật lý, đồng kiến Phật tâm, đồng nguyện tu hòa hạnh, đồng thành Phật nghe. Cung kính kính được bái bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tòa chứng minh, cung kính được bái bạch trên chư tôn thượng tòa chư tôn tịnh đức tăng, quý ni trưởng ni sư chư tôn tịnh đức ni, dầu thế sự trải muôn ngàn dâu bể, nước đầu nguồn dòng nước vẫn trinh nguyên thật về, vàng pháp hữu vi xoay vần biến đổi nhưng chân lý vô ngờ vẫn còn đó và phù hợp với mọi thời gian, cũng như lòng từ bi vô lượng của chư tôn tịnh đức đối với đàn hầu học và chúng sanh vẫn uy nguyên như thuở ban sơ. Sáng hôm nay vì lòng từ bi thương tưởng để cho đạo tràng chúng con có đầy đủ nhân duyên phước báu để đáp công ơn sanh thành nhiều dục trong muôn hồ, cũng như bao ân tình mà chúng con đã đón nhận khi hiện hữu trên cuộc đời này. Chư tôn tịnh đức tăng già nhị bồ đã đáp lại bao Phật sự quan lâm về tại chùa Linh Quang của chúng con, chứng minh cho buổi lễ Vu Lan báo hiếu dân y ca sa đến đây buổi lễ đã thập phần viên mãn. Chúng con xin đại lao trên ni sư trụ trì cùng chư tôn tịnh đức đi cũng như đạo tràng Phật tử xin đi đầu đặt lễ niệm ân trên chư tôn tịnh đức ngự nguyện quý ngài phước trí nhị nghiêm chẳng đi sông vần mạt mạt là con thuyền chánh giác để đưa chúng con về với bến bờ chân an lạc. Trong lúc tự hành lễ cũng như công đón không sao tránh khỏi những điều sơ thất, ngự nguyện quý ngài từ bi hoan hỷ cho chúng con được sám hối để cho buổi lễ của chúng con được trọn phần câu hiếu đạo. Nam mô đại hiếu mục kiều liên bồ tát ma ha tát tát đại chứng minh quyền đề ma công ma lực ma cùng chư tôn tịnh đức tại chùa Linh Quang xin được không khen tán thán bao công đức hạnh lành của toàn thể đạo tràng Phật tử sáng hôm nay vì lòng kính tín đối với Tam Bảo cũng như hiếu kính đối với song thân. Quý vị đã dành thời gian của mình trở về tham dự buổi lễ Vu Lan báo hiếu dân y ca sa sáng hôm nay. Mến chúc quý vị luôn được thân an tâm lạc, sống an vui trong chánh pháp. Và sau khi cúng dường xong, cô mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta đồng trở về những dãy trai đường để dùng cơm trưa đạm bạc cùng với chùa trong buổi Vu Lan hoan hỷ sáng hôm nay. Mừng vui Vu Lan ngàn nơi hát khúc ca
sáng soi khắp trần thế. Mừng vui Vu Lan lòng thành kính chúng con cầu xin, nguyện nói gương xưa cùng đến đây